có cái người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam ở đây đúng không em? Rồi, rồi phải anh chủ em, xin mời anh. Rồi, à, vâng. À, đây mình đã thấy người đàn ông đeo vàng nhiều rồi. Ở đây có. À, em chào anh. Anh có phải là anh Nguyễn Tiến không anh? À, đúng rồi. À, anh em thấy trên mạng xôn xao về chuyện là anh là người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, đeo trên mình 8kg vàng. Anh chỉ có sở thích thôi. Vâng. Mời em ngồi. Dạ. Ủa sao em nói anh là Nguyễn Tiến? À, hiện tại thì trên Facebook em thấy là anh là Nguyễn Tiến mà. À, anh cảm thấy ai cũng nói vậy nhưng mà được chứ là anh là Phúc chứ không phải là Nguyễn Tiến. Nguyễn Tiến là giả danh Facebook thôi. Nhưng mà lần trước anh không có xài Facebook. Anh chỉ có 20 mấy người các bạn Zalo thôi chứ anh không có xài Facebook. Giống như những mấy người bạn của anh đó đăng anh lên Facebook rồi xong rồi cái Nguyễn Tiến nó mới đao về rồi nó câu like thôi chứ anh không có xài Facebook. Vào vậy trước giờ em cứ tưởng anh là Nguyễn Tiến, em thấy trên Facebook anh nổi tiếng lắm, anh đeo 8kg vàng. Và với anh cũng muốn nói cho các bạn nghe với em là Nguyễn Tiến nó là lừa đảo nha, còn anh là Phúc, anh là tên Phúc nhưng mà anh không có, nói một lần nữa là anh không có biết xài Facebook và anh cũng không xài Facebook luôn, anh chỉ có xài Zalo thôi, trong Zalo anh chỉ có 20 mấy người bạn thôi. Là anh có sở thích đeo vàng không anh? Đúng rồi, sở thích đeo vàng. Vâng, cái vòng anh đeo tay là khủng, là đầu tiên em thấy luôn. Anh lại giới thiệu cái vòng này không anh? À, cái này là ngọc bích của Hồng Kông. Đây là ngọc bích. Một con cọp này á, là nó có 3 viên ngọc, 3 là tài. À, trên lưng cọp này nó có là 3 dãy đồng tiền, một cái bùa bát quái. Còn con này á, là hổ phách vàng từ bên Nga, cũng 3 hồng là hổ phách vàng. Này bên Nga. À, con này á là con này là con cái. Còn con này con đực. Con này em đực. Còn cái vòng này là chắc em nhìn chắc cũng khoảng mấy ký phải không anh? À, cái vòng này là giờ là 4 ký. Wow. Các bạn là từ thường mình có thể đeo 4 ký vàng ở trên tay như anh. 4 ký nhưng mà lúc anh mới lấy về 2 ngày anh đeo không quen. Đeo khoảng 50 phút tháo. Bây giờ ngày hôm nay ngày thứ ba rồi, anh quen rồi. Giờ đeo nó hơi nặng chút thôi. Còn cái vòng trên cổ anh là bao nhiêu kg anh? Cái này là cái ngựa vàng có cánh. Giống như hổ mà mọc thêm cánh á. Nó mình làm ăn á gì nó suôn sẻ hơn. Vì trước cửa quán anh cũng có con ngựa bằng vàng giống vậy nè. Vì anh lấy từ ý tưởng đó là anh làm ra. Vâng. Còn những cái nhẫn này sao anh? Cái này là nhẫn này anh nhẫn phong thủy. À, chiếc nhẫn này là 7 hộp, còn chiếc nhẫn này là 9 hộp. 9 hộp tượng trưng cho con trai và gái á, nam và nữ á. Còn chiếc nhẫn này là ít ô, chữ ít ô, còn đây là chữ phúc ta năm. À, mỗi chiếc này cân nặng là nửa ký. Ký. Là mình có 2kg. À, cái vòng này là 4kg, đó là 6kg. Ồ, còn cái vòng cổ là mấy ký anh? Cái vòng cổ này tính ra luôn là nó là hơn 5kg. À, hơn 5kg đó là 11kg rồi nha mọi người chứ. Đó là 11kg rưỡi, 12kg. Còn cái vòng trên tay nữa anh? À, cái vòng trên tay này là nặng 1kg. Wow, vậy là hiện tại là anh Phúc đeo tới là 13kg rồi nha mọi người chứ không phải là 8kg. 8kg là còn cái số nhỏ hơn bây giờ. Wow, hình như là em thấy là 13kg là có thêm cái vòng này đúng không anh? Đúng rồi, thêm vòng này nữa em. À, vậy anh có xong tương lai anh có thể làm thêm nữa không anh? Không, nặng quá. Anh vậy là vừa đủ rồi, anh không có làm thêm nữa. Anh đồng hồ vàng anh có, dây đồng vàng có. Giờ anh đang làm cái nón. Nón. Cái nón nặng 1 ký, nó là em đổi. Nhưng mà nón tất cả tiệm vàng mà làm tranh đó toàn bộ là tiệm vàng Kim Nguyên. Và anh làm cái nón nặng đến 1 ký luôn. À. Đây là mọi người nhớ nha, anh này là anh Phúc chứ không phải là anh Nguyễn Tiến nha mọi người. Thì anh Phúc chứ anh Nguyễn Tiến là Facebook giả mạo nha mọi người. À, mọi người có ai mà muốn đến thì anh có thường trực tiếp ở đây không anh? À, thường buổi tối anh ở đây khoảng tiếng 2 tiếng rồi. Mà một tuần anh ở đây có ngày một à. Còn nhiều anh về nhà riêng anh hết rồi. Anh ít có nào ở quán lắm. Vậy là rất là khó để có dịp để chụp hình được với anh.